Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau. Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: mẹ của tử tù Hồ Duy Hải hồi hộp mong chờ từng phút giây của phiên giám đốc thẩm ngày hôm nay ngày 6 tháng 5 đó các bạn. Bà Nguyễn Thị Loan cùng con gái đã ra Hà Nội để theo dõi phiên tòa giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải cướp mà bưu điện Cầu Voi ở Long An á, đang gây xôn xao dư luận suốt cả mười mấy năm qua luôn á. Ngày 6 tháng 5 thì Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án liên quan đến tử tù Hồ Duy Hải bị tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản tại bưu điện Cầu Voi thuộc huyện Thủ Thừa, Long An vào năm 2008. Đến nay là 12 năm rồi các bạn. Phiên giám đốc thẩm dự kiến sẽ kéo dài 3 ngày, đó là từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 do chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Sáng cùng ngày thì bà Nguyễn Thị Loan, 57 tuổi, mẹ của Hồ Duy Hải đã đến cổng từ rất sớm. Đi cùng với bà Loan còn có người dì luộc của Hồ Duy Hải là bà Nguyễn Thị Ren và Hồ Thu Thủy là em ruột của Hải. Cả ba người đã ra Hà Nội từ ngày 5 tháng 5. Sáng nay, cả ba người đã đến Tòa án Nhân dân tối cao nhưng không được vào phiên tòa, chỉ đứng ở bên ngoài để chờ luật sư thông tin diễn biến phiên tòa diễn ra vào ngày 6 tháng 5. Bà Loan cho biết, cả gia đình bà đang hồi hộp từng phút giây, từng phút, từng giây từ phiên giám đốc thẩm lần này. Bà Loan và gia đình hy vọng mọi việc sẽ được làm sáng tỏ tại phiên tòa này. Bà mong kết quả của phiên tòa giám đốc thẩm này sẽ tốt đẹp cho con trai. Bà mong Hồ Duy Hải được tuyên án thả tự do. Ngày 14 tháng 1 năm 2018, hai nữ nhân viên của bưu điện Cầu Voi ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân đã bị giết. Hai tháng sau, ngày 21 tháng 3, Hồ Duy Hải bị bắt. Hồ sơ thể hiện Hải là hung thủ duy nhất. Và đến ngày 1 tháng 12 năm 2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã xử sơ thẩm tuyên án tử hình Hồ Duy Hải. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2009, Tòa án Nhân dân tối cao đã xét xử phúc thẩm và giữ nguyên án, như vậy là mức án tử hình. Và đầu tháng 12 năm 2014, Hội đồng thi hành án tỉnh Long An có quyết định thi hành án đối với Hồ Duy Hải. Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước Hải tạm hoãn thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải cho đến hôm nay luôn các bạn. Và ngày 24 tháng 1 năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao ban hành quyết định không kháng nghị vụ án. Sau đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành án. Và đến ngày 4 tháng 2 năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo đã nhận được đơn kêu oan của mẹ Hồ Duy Hải yêu cầu tạm dừng thi hành án. Và ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đã khẳng định các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục như tố tụng, đã bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ việc. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây thì không biết sự việc như thế nào. Thì sự vụ việc xảy ra thì hôm nay cũng đã 12 năm rồi. Hiện tại bưu điện ở Cầu Voi, Long An thì vẫn đang bỏ hoang. Và mong rằng cơ quan chức năng sẽ có một mức án thích đáng nhất dành cho kẻ thủ ác. Và nếu như Hồ Duy Hải không làm sai thì sẽ trả tự do cho ông. Vì bị giam suốt mười mấy năm qua, một ăn sai có thể là nỗi oan thấu trời xanh chẳng hạn các bạn. Mẹ và em gái và những người là đi kêu oan từ trong này ra tới ở ngoài Hà Nội luôn. Đó. Mong rằng hy vọng là sẽ bị oan hay sao mà ta lại như vậy. Đó. Mong sẽ không giết oan người vô tội. Rồi, cảm ơn các bạn.